Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Giáo Ban Hàng Nhật. Hôm nay shop Sơn Giáo Ban xin giới thiệu cho các bác một em đồng hồ thuộc hãng Senco, phiên bản mẹ bồng con. Đây là một trong những cái tích của bên Nhật thường được hay sử dụng khi nói về tình mẫu tử, tình yêu bao la giữa người mẹ cho người con. Thì cái kiểu dáng như này thì không những là cái dòng đồng hồ hộp như này mà còn được sử dụng qua những cái đồng hồ để bàn khác, nhưng mà làm tượng y hệt như này. Thì mọi người có thể tham khảo ở shop Sơn Giáo Ban thì cũng có hai mẫu, ít nhất là hai mẫu nói về cái tình cái tượng mẹ bồng con bằng đồng. Về cơ bản thì cái mẫu này là size khủng nhất, size to nhất của dòng đồng hồ tượng như này. Thì em này thì có hai size, thì size nhỏ và size to. Thì đây là em size to, kích thước của nó là 56 x 22. Tượng bên trong toàn bộ là tượng đồng, tượng đồng người mẹ và người con đang chơi đùa cùng nhau. Rồi ở phần bên ngoài là một cái hộp kính. Hộp kính, rồi các trụ của nó thì là chất liệu là đồng. Phần bên trên này là nhôm phay, cái này nó còn cao hơn cả người em nữa. Đây, nhôm phay, phần dưới này là đồng. Em này thì còn rất là mới mọi người nhá. Cái mặt của nó là mặt phay giữa những cái màu sắc rất là độc lạ, màu xanh và trắng ở trên nền nhôm phay. Nó tạo nên một cái màu sắc khá là độc đáo để làm nổi bật lên cái chiếc đồng hồ. Bác nào mà thích kiểu những cái dòng đồng hồ sưu tầm thì có thể lưu ý đến cái em đồng hồ này. Em này thì không phải lúc nào cũng về, mà về size to thế này thì rất là quý. Kim trôi mọi người nhé, dòng máy kim trôi cũng khá là nặng, rất là nặng. Cái này em cho mọi người xem cái máy của chiếc đồng hồ này. Đây là tượng phần bên trên đây. Đây là máy của nó, máy rất là to mọi người nhé, máy của hãng Senco và chạy một viên pin chung. Bên trong còn rất là mới, cực kỳ mới luôn. Cái hộp ở cái này thì mình có thể để đồ bên trong cũng được. Theo em nghĩ là mình có thể để đồ trong, bởi vì nó là một cái hộp to như thế này, để chìa khóa và thứ bên trong cũng ok. Nói chung là còn rất là mới. Về các trụ cột của nó làm nhìn đơn giản nhưng mà rất là sang trọng. Về phần thiết kế cái hộp để làm nổi bật lên giữa cái mặt đồng hồ và cái tượng ở bên trên. Mã của chiếc đồng hồ này là 50505. Thì các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Giáo Ban Hàng Nhật, hoặc là truy cập web hanggiaban.vn để shop có thể gửi thêm những cái hình cụ thể, cũng như là có thể là tham khảo thêm những cái mẫu đồng hồ khác ở trên đó. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.